Đạt hẳn tua cho vào. Đạt tốc thì em ăn cho vào. Sợ à? Tự nhiên sợ à? Ê ai với chân này sát này. Gà lên, cứ gà căng lên. Cho vào kiểu thế nó dối ngay. Hết ga lên không đưa vào. Thành niên nhát đòn. Chưa lần đầu tiên à? Ga lên, ga mạnh lên. Chân này chân nhìn đứt chứ đừng nói là cỏ. Cứ ga tít lên không đẩy vào. Đấy thân phang dưới luôn. Không phang tí nữa đi cho sướng. Gốc to gần bằng gốc mía anh ạ. Rồi ta đi, ta đi. Củ ba đấy, chạy thoải mái luôn. Được không? Thanh niên. Cái gì? Mưa gió về vợ đi ở lại ở đây làm gì? Ngó nghiêng gì? Ừ. S6 á? Thế nào vậy à? Mũ đẹp. Đoạn này trời mưa tầm tã. Thử máy 1 triệu 3 cho khách. Nhiều các bác cứ bảo của rẻ của ôi không ôi lắm đâu. Ngon đấy. Nói chung là so với máy 5-6 triệu thì tất nhiên nó không thể bằng được rồi. Nếu mà nó bằng ấy, thì chả ai bỏ ra 5-6 triệu đi mua máy xịn cả. Nhưng mà với cái mức giá 1 triệu 300 nghìn thì các bạn chung chẳng có lựa chọn nào tốt hơn cả con Yamamoto. Nhiều bác nhảy vào ném đá bán đùa. Thật sự luôn, bán máy mới tàu thì lại kêu là tàu, bán máy xịn thì kêu là đắt, bán máy để bãi thì kêu là hàng rác, chả biết làm sao để phù hợp với tất cả các bác cả. Thôi nhưng mà bọn em, việc của bọn em quay lên, quay lên thôi. Ok không anh? Chuẩn bị thanh niên về với vợ à? Về với vợ đúng không? Đéo và đéo. Ok xong. Về thăm bố mẹ à? Quyết tâm về thăm bố mẹ không thăm vợ đúng không? Ấy vào, cầm cái ấy vào cẩn thận đi.
căng tay á, đứt, chém đứt tay đấy. Ba đầu ngón tay. Kiểu văn căng căng nó trượt được cái thôi xong. Quỳnh về à? Quỳnh về à em? Về à? Ở lại em mà thì chó. Chó cầu vòi. Anh ơi, cái đấy chỉ có điếu thôi, không có thuốc đâu. Có anh có thuốc không? Ai mang thuốc đâu. Đam mê bộ thuốc lào đây là mang thuốc nào luôn. Điếu này là điếu của ông lái xe bên em đấy. Bật lửa á? Lửa đây, không thằng nào hút thuốc. Vào kia xin ông thần tài, nhiên chạy vào xin ông thần tài đấy. Lát em vào em hỏi không? Quỳnh lại thì chó em ơi. Lại thì chó à? Nó khỏe đã. Hôm nay đi bóng mà. Mưa vẫn đá chứ, người ta niềm đam mê nó vẫn cứ phải đá chứ.